Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự tối thứ tư ngày 7 tháng 6 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi với những nội dung chính sau đây. Thường trực tỉnh ủy nghe các cơ quan liên quan báo cáo các công việc chuẩn bị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Điều tiết sử dụng điện và nước tiết kiệm hiệu quả để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thường trực Tỉnh ủy nghe các cơ quan liên quan báo cáo các công việc chuẩn bị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì. Bám sát các chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ và kế hoạch số 268 ngày 28 tháng 2 năm 2023 của Tỉnh ủy về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đến giữa tháng 4 năm 2023, các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc tỉnh, các ban xây dựng đảng của tỉnh ủy, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị tỉnh cũng đã tiến hành tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, đảm bảo hiệu quả đúng tiến độ yêu cầu đề ra. Qua kiểm điểm nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, củng cố và tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc. Theo kế hoạch, việc tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội 15 của Đảng bộ tỉnh sẽ hoàn thành trong tháng 6. Hiện các cơ quan liên quan đang tiếp tục hoàn thiện các nội dung theo chức năng nhiệm vụ được giao. Qua nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu việc tiến hành kiểm điểm giữa nhiệm kỳ phải đảm bảo thực chất, hiệu quả, đánh giá đúng thực trạng, khách quan trong quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 gắn với nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, từ đó rút ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, để hoàn thiện công tác chuẩn bị cho hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện báo cáo, trong đó phải bổ sung các số liệu thống kê để có thể đánh giá so sánh việc thực hiện các chỉ tiêu, đồng thời đề xuất các giải pháp, đặc biệt là khắc phục được những khó khăn thách thức để hoàn thành toàn diện các mục tiêu từ nay đến cuối nhiệm kỳ và chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn 2025-2030 để hiện thực hóa thành công quy hoạch 80 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đối với báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu phải làm rõ bối cảnh, những khó khăn mới xuất hiện sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, đó là những khó khăn thách thức liên quan đến an ninh, nhất là an ninh phi truyền thống với những tác động tiêu cực chưa từng có do đại dịch COVID-19 gây ra. Cùng với đó là nhiều vấn đề khó khăn phức tạp phát sinh. Đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhất là cán bộ chiến lược khối chính quyền của tỉnh có nhiều biến động. Việc tập trung xử lý khắc phục một số nội dung được chỉ ra, phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, giám sát, đồng thời làm rõ kết quả nổi bật trong lãnh đạo chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị, trong đó đặc biệt lưu ý việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện quyết tâm quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 gắn với nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và các nghị quyết của Trung ương theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, bài bản, khoa học, rõ việc, rõ trách nhiệm thực hiện, rõ thời gian hoàn thành, vừa tập trung vào những vấn đề cấp bách đặt ra, vừa chú trọng các chủ trương lớn mang tính chiến lược lâu dài, kịp thời đề ra và chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp sáng tạo, đi tiên phong trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đặc biệt là tập trung lãnh đạo chỉ đạo phòng chống, đẩy lùi, kiểm soát hoàn toàn hiệu quả dịch COVID-19, vừa chăm lo bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, vừa ổn định và phát triển kinh tế xã hội. Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các đột phá chiến lược, kiên trì đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đặc biệt là khu vực công nghiệp xây dựng, chuyển đổi phương thức phát triển từ nâu sang xanh, gắn kết chặt chẽ hài hòa đồng bộ giữa phát triển kinh tế nhanh bền vững với phát triển văn hóa con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền, đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng sống mọi mặt của nhân dân, nhất là ở vùng cao, vùng sâu, miền núi, biên giới hải đảo và trong vùng đồng bào dân tộc, đảm bảo hài hòa giữa đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần theo các tiêu chí của hạnh phúc, tăng cường quản lý sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, củng cố quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, giữ chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an ninh an toàn lành mạnh, tăng cường năng lực đối trọng xuyên biên giới,
tỉnh Quảng Ninh giữ vững đà đổi mới, sáng tạo, kế thừa, phát triển và đạt được những kết quả rất quan trọng, toàn diện, nổi bật, giữ vững vai trò vị trí của một địa phương là cực tăng trưởng toàn diện của phía Bắc. Vị thế và hình ảnh của Quảng Ninh được nâng cao. Chiều nay, đoàn giám sát Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh do đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn làm việc với Thành ủy Cẩm Phả về công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau khi có nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, Thành ủy Cẩm Phả đã khẩn trương nghiêm túc quán triệt, triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống, ban hành chương trình hành động số 10 ngày 15 tháng 12 năm 2020, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh gồm 16 chỉ tiêu. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện, đến nay đã có 15 trên 16 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020-2022 đạt 13,6% một năm, cao hơn so với bình quân chung của tỉnh. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng đạt bình quân 12,85% một năm. Thu ngân sách nhà nước tăng 22,46% một năm, vượt cao so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra, tăng bình quân 10% trở lên. Dành trên 3.150 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh phúc lợi xã hội trên địa bàn. Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát khẳng định, thành phố Cẩm Phả là địa phương đi đầu của tỉnh trong chủ động, sáng tạo, đột phá thực hiện các nhiệm vụ, qua đó góp phần tăng trưởng cao, giữ vững ổn định và bền vững. Để có được kết quả đó, Thành ủy Cẩm Phả đã ban hành đầy đủ và kịp thời những nghị quyết, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Cẩm Phả cũng là địa phương điển hình trong thực hiện kiểm tra, giám sát và đạt hiệu quả cao, tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đi đầu trong sắp xếp, xử lý, di chuyển các cơ sở nuôi trồng thủy sản vi phạm lấn chiếm trên biển, kịp thời bổ sung một số chỉ tiêu theo chỉ đạo của tỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế được Thành ủy nhìn nhận và đoàn giám sát chỉ ra. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới Thành ủy Cẩm Phả ra soát lại các chỉ tiêu đã đạt và vượt để xem xét tính bền vững. Đối với những chỉ tiêu nào còn dư địa thì điều chỉnh tăng lên. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, quan tâm thực hiện nghiêm quy tắc tập trung dân chủ, thẳng thắn, tăng tính xây dựng, nâng cao bản lĩnh, tính chiến đấu gắn với tiên phong của người đứng đầu, khắc phục tình trạng đun đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, ra soát kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, nhất là trong các đơn vị ngoài nhà nước, ra soát mô hình thí điểm bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã phường, từ đó lựa chọn những mô hình phù hợp để áp dụng triển khai, quản lý chặt chẽ giữ nguyên hiện trạng các quỹ đất được hình thành bởi tuyến đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả. Cần phải quản lý chặt chẽ đất rừng, đất bãi triều, tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết chuyên đề, tăng cường công tác kiểm tra giám sát có trọng tâm trọng điểm để phòng ngừa vi phạm. Cùng với đó, quan tâm lựa chọn đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng đội ngũ cán bộ, qua đó xây dựng được đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đồng thời cũng mạnh dạn đề xuất luân chuyển, biệt phái cán bộ, thực hiện lấy phiếu tín nhiệm công khai, dân chủ, minh bạch, đánh giá đúng thực chất cán bộ, phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Than Quảng Ninh tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh than và phát triển đảng viên trong công nhân ngành than. Sáng nay, đồng chí Cao Tường Huy, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tỉnh Quảng Ninh, họp nghe báo cáo về tình hình chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30 tháng 6 năm 2023. Trong đó, ngày 27 là ngày làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi. Các ngày 28 và 29 diễn ra 2 ngày thi. Ngày 30 là ngày dự phòng. Tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, trên địa bàn toàn tỉnh có 16.024 thí sinh dự thi, tăng 265 thí sinh so với năm 2022. Trong đó, có số lượng thí sinh thi tốt nghiệp và tuyển sinh chiếm trên 84,6%, số lượng chỉ thi tốt nghiệp là 12,7%, số lượng chỉ tuyển sinh là hơn 2,5%. Toàn tỉnh tổ chức một hội đồng thi với 37 điểm thi đặt tại các cơ sở giáo dục, đáp ứng được các yêu cầu tổ chức thi, đảm bảo đúng quy chế thi, thuận tiện cho thí sinh và an toàn cho công tác tổ chức của kỳ thi. Thí sinh tự do và thí sinh giáo dục thường xuyên được bố trí dự thi cùng với các thí sinh lớp 12 giáo dục phổ thông. Mỗi địa phương đều bố trí từ 1 đến 7 điểm thi. Để tổ chức kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành đơn vị liên quan dự kiến điều động trên 3.000 người tham gia thực hiện nhiệm vụ thi theo quy chế thi và hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã xây dựng phương án chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị phục vụ kỳ thi và các điều kiện cần thiết tổ chức thi theo quy định, đặc biệt là khâu in sao đề thi,
làm phách, chấm thi tự luận, trắc nghiệm, phúc khảo bài thi tự luận và bài thi trắc nghiệm, điều kiện của các phòng chấm thi, các phòng quản lý bài thi, đề thi. Các phương án đảm bảo điện an ninh an toàn trong thời gian thi cũng được Công ty Điện lực Quảng Ninh và Công an tỉnh làm rõ. Kết luận cuộc họp, đồng chí Cao Tường Huy, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở ngành địa phương triển khai thực hiện công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông năm 2023 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, trung thực, đúng quy chế thi. Đây là kỳ thi quan trọng, được nhân dân rất quan tâm. Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hướng dẫn các thí sinh ôn luyện, chuẩn bị tốt kiến thức, kỹ năng cho kỳ thi. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành địa phương thành lập các đoàn đi kiểm tra cơ sở vật chất và các điều kiện liên quan tại các điểm thi. Lực lượng công an xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, bố trí đủ lực lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối các khu vực thi, các hoạt động, các điểm thi, đặc biệt là đảm bảo an ninh an toàn đối với đề thi. Công tác thông tin, báo cáo về kỳ thi phải đảm bảo chủ động kịp thời, đồng thời tăng cường nắm bắt, xử lý kịp thời các thông tin xấu độc, nhất là trên mạng xã hội, về các hoạt động liên quan đến kỳ thi. Sở Y tế đảm bảo chăm sóc sức khỏe kịp thời cho các thí sinh tham gia kỳ thi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn. Bộ đội biên phòng phối hợp cùng với các địa phương vùng biên giới hải đảo, vùng sâu vùng xa, đảm bảo các điều kiện đưa đón, nơi ăn, chỗ nghỉ cho thí sinh, cán bộ, giáo viên. Trong mọi tình huống phải đảm bảo không có bất cứ thí sinh nào không đến được điểm thi do bị mưa bão, lũ lụt hay các trở ngại khách quan khác ảnh hưởng đến việc đi lại. Ban chỉ đạo thi cấp huyện tổ chức họp để triển khai các nội dung công việc theo phân cấp quản lý. Đồng chí quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tỉnh Quảng Ninh đặc biệt lưu ý, Công ty Điện lực Quảng Ninh phải đảm bảo cấp điện ổn định an toàn trong thời gian diễn ra kỳ thi. Tuy nhiên, để dự phòng cho các trường hợp sự cố bất ngờ, các điểm thi chuẩn bị sẵn máy phát điện, điện lực các địa phương hướng dẫn bố trí lực lượng sẵn sàng túc trực tại các điểm thi. Chiều nay, đồng chí Cao Tường Huy, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp xã giao đoàn đàm phán cấp Chủ tịch Ủy ban Liên hợp Biên giới Việt Nam Campuchia do ngài Va Kim Hồng, Bộ trưởng cao cấp phụ trách công tác biên giới, Chủ tịch Ủy ban Liên hợp phân giới Cắm mốc Campuchia Việt Nam làm trưởng đoàn. Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chào mừng đoàn đàm phán cấp Chủ tịch Ủy ban Liên hợp Biên giới Việt Nam Campuchia đến Quảng Ninh và tham dự hội nghị tổ chức tại Hạ Long, đồng thời giới thiệu tổng quan về tỉnh Quảng Ninh với điều kiện tự nhiên, tiềm năng lợi thế nổi trội, có tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, đứng top đầu Việt Nam trong nhiều năm qua và cũng là điểm đến du lịch, điểm đến đầu tư hàng đầu đối với các du khách, nhà đầu tư quốc tế. Đồng chí nhấn mạnh, Quảng Ninh luôn chào đón các du khách, doanh nghiệp Campuchia đến với Quảng Ninh để cùng giao lưu, hợp tác, phát huy tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam Campuchia. Ngài Va Kim Hồng, Bộ trưởng cao cấp phụ trách công tác biên giới, Chủ tịch Ủy ban Liên hợp phân giới Cắm mốc Campuchia Việt Nam, cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của tỉnh Quảng Ninh, đồng thời bày tỏ ấn tượng với sự phát triển toàn diện của tỉnh Quảng Ninh. Mong muốn thời gian tới, các tỉnh thành của Campuchia và tỉnh Quảng Ninh Việt Nam sẽ có những hợp tác để phát triển du lịch, qua đó tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam Campuchia. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em, khai mạc hoạt động hè và tiếp nhận quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ninh năm 2023. Các đồng chí Vinh Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh Quảng Ninh đến dự. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hạnh khẳng định Quảng Ninh luôn dành sự quan tâm chăm lo đặc biệt cho trẻ em, đặc biệt là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, thể hiện qua rất nhiều chủ trương, chương trình, kế hoạch hành động đã được tỉnh xây dựng, ban hành và thực hiện. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, gia đình và cộng đồng tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bằng những chương trình kế hoạch hành động cụ thể, thực hiện tốt chủ đề tháng hành động vì trẻ em và hè năm 2023, chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em, hè vui an toàn, học ngàn điều hay, có nhiều sáng kiến và hành động tạo cho trẻ em môi trường sống an toàn thân thiện, không bị bạo lực xâm hại, không bị tai nạn thương tích, đặc biệt là không bị tai nạn đuối nước, tạo cho trẻ em một mùa hè vui tươi, lành mạnh, bổ ích để có thêm nhiều sức khỏe, niềm vui, nhiều phấn khởi khi bước vào năm học mới. Đồng chí kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tiếp tục mở rộng vòng tay nhân ái, tạo thêm sức mạnh và nguồn lực nhiều hơn nữa cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em để góp sức cùng với tỉnh chăm lo ngày càng tốt hơn về mọi mặt cho trẻ em,
đặc biệt là quan tâm những trẻ em còn nhiều khó khăn, thiệt thòi, trẻ em vùng sâu vùng xa. Tại lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2023, công ty bảo hiểm AIA đã tặng 20 xe đạp tiếp sức đến trường cùng 20 phần quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó của thành phố Hạ Long. Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Ninh trao 10 suất học bổng và 10 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của cơ sở bảo trợ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh. Tỉnh đoàn cũng vận động và trao 10 góc học tập trị giá 15 triệu đồng cho 10 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và 10 phần quà do công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà tài trợ. Nhiều cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp và các cá nhân nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã đăng ký ủng hộ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Quảng Ninh năm 2023, đăng ký bảo trợ dài hạn 477 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mồ côi, hỗ trợ tiền quà hiện vật với tổng trị giá hơn 4,5 tỷ đồng. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Văn Diện, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo thực hiện kế hoạch số 37 ngày 17 tháng 2 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh, cho ý kiến kế hoạch phát triển kinh tế số tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thực hiện kế hoạch số 37 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chuyển đổi số toàn diện, đến tháng 5 năm 2023, có 5 trên 53 nhiệm vụ đã hoàn thành, 31 trên 53 nhiệm vụ đang thực hiện, 17 nhiệm vụ chưa triển khai. Đối với xây dựng chính quyền số, việc cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đạt tỷ lệ hơn 80%, thanh toán không dùng tiền mặt tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh đạt trên 77%, tại các trung tâm cấp huyện trên 94%. Thực hiện phát triển kinh tế số, hiện 424 trên 560 sản phẩm OCOP của tỉnh đã được đưa lên các sàn giao dịch thương mại điện tử, hình thành các mô hình chợ thông minh 4.0. Việc xây dựng xã hội số, hiện nay vùng phủ và tín hiệu sóng di động ổn định, người dân ở xa khu vực trung tâm cũng dễ dàng tiếp cận sử dụng mạng Internet. Đến giữa tháng 5 vừa qua, toàn bộ 100% cơ sở đủ điều kiện khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế đã liên thông tra cứu dữ liệu bằng căn cước công dân. 14 cơ sở y tế được phép cấp giấy khám sức khỏe lái xe đã liên thông với hệ thống dịch vụ công quốc gia. Chữ ký số công cộng cũng đang được cấp miễn phí cho công dân tại các điểm giao dịch thủ tục hành chính. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Văn Diện, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh yêu cầu các ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch số 37 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh và kiểm điểm kết quả triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về triển khai đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ, các nghị quyết số 05, nghị quyết số 09 của tỉnh, cần bám sát vào những tồn tại khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai để đề ra những giải pháp khắc phục. Việc triển khai các phần mềm dữ liệu nếu đảm bảo cơ sở pháp lý thì tiến hành làm ngay. Sở Thông tin Truyền thông khẩn trương đề xuất giải pháp đảm bảo tốt việc giải quyết thủ tục trực tuyến. Sở Y tế sớm có đề xuất mua sắm tập trung liên quan đến đầu tư về công nghệ thông tin. Tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên toàn tỉnh, đặc biệt là thanh toán phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính, thanh toán các khoản thu theo quy định của ngành giáo dục. Các đơn vị viễn thông tăng cường phủ sóng 4G, 5G trên địa bàn tỉnh. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Khắng, trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh, chủ trì họp đánh giá kết quả thi hành án dân sự 6 tháng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo. Năm 2023, các cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đã thụ lý 6.267 vụ việc, giải quyết thi hành xong 3.385 vụ việc, đạt tỷ lệ 65,21%. Trong đó có nhiều vụ việc khó, vướng mắc, phức tạp và kéo dài nhiều năm. Các cuộc cưỡng chế phải huy động sự phối hợp lực lượng liên ngành đều đã tổ chức thành công, an toàn. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Khắng yêu cầu cần tăng cường phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh và các địa phương trong việc thực hiện rà soát, giải quyết dứt điểm những tồn tại vướng mắc. Kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo cơ quan có trách nhiệm thi hành án đảm bảo bản án có hiệu lực, hiệu quả được thi hành dứt điểm. Ban chỉ đạo thi hành án các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực trong công tác. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Khắng, Phó trưởng ban phụ trách Ban An toàn giao thông tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Quảng Yên. Kiểm tra thực tế tại nút giao tỉnh lộ 338 với quốc lộ 18 và nút giao với đường nối với tỉnh lộ 331. Đây là hai nút giao thông có lưu lượng giao thông lớn, khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đối với người tham gia giao thông. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải và chính quyền địa phương nghiên cứu lắp đặt đèn tín hiệu giao thông,
tăng chiều dài hạn chế tốc độ tại nút giao tỉnh lộ 338 với quốc lộ 18. Đối với nút giao tỉnh lộ 338 với đường nối với tỉnh lộ 331, thị xã Quảng Yên nghiên cứu mở rộng vòng cua nhánh rẽ, lắp đặt gương cầu lồi và tháo dỡ hàng cây tại đảo giao thông, tránh gây khuất tầm nhìn. Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, hôm nay Quốc hội khóa 15 họp phiên toàn thể tại hội trường, chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực dân tộc, khoa học và công nghệ, giao thông vận tải. Chưa có nhiều đại biểu chất vấn. Lĩnh vực dân tộc, khoa học và công nghệ, nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm chất vấn tập trung vào chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và triển khai những thành tựu sản phẩm khoa học, công nghệ tiên tiến vào cuộc sống. Việc ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước cho nghiên cứu khoa học và việc quản lý sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia. Đối với lĩnh vực giao thông vận tải, các đại biểu Quốc hội tập trung chất vấn các vấn đề về giải pháp hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạn chế tai nạn, giảm ùn tắc giao thông, đặc biệt tại các thành phố lớn, quản lý hoạt động vận tải, chất lượng phương tiện, công tác đào tạo, sát hạch, cấp, thu hồi và quản lý giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Đại biểu Trần Thị Kim Nhung, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về trách nhiệm của Bộ trong việc ùn ứ đăng kiểm thời gian qua. Cần phải bảo đảm được quán triệt cái yêu cầu mà Tổng Bí thư trong báo cáo 5 năm của Bộ gửi đến Quốc hội thì cũng có nêu là cái tình trạng mà ùn ứ phục vụ nhân dân cũng như là khủng hoảng cái hoạt động đăng kiểm. Thì đây có phải là cái trách nhiệm chậm trễ trong cái việc là không chủ động hoặc là chưa phối hợp với các bộ ngành cơ quan hữu quan để kịp thời đưa ra một cái phương án ứng phó thay thế trước khi mà dẫn đến cái tình huống là phải tạm dừng hoạt động hoặc là thiếu hụt nhân lực đăng kiểm? Chúng tôi đã phải đề nghị Bộ Công an, đề nghị Bộ Quốc phòng để hỗ trợ lực lượng đăng kiểm của Bộ Công an, của Bộ Quốc phòng sang. Cái thứ hai, chúng tôi phải huy động cái đăng kiểm viên ở tất cả các trung tâm đăng kiểm trong toàn quốc để về các cái trung tâm đăng kiểm mà đang thiếu hụt để hỗ trợ. Và thậm chí là còn phải tận dụng, phải mời gọi cả những bác, những chú đăng kiểm viên mới nghỉ hưu nhưng còn đủ sức khỏe để quay lại để làm việc. Thế rồi là gì? Làm việc ngoài giờ, không kể ngày nghỉ, không có ngày Tết. Báo cáo với đại biểu như vậy. Thì đây là một cái trường hợp bất khả kháng. Và trong cái quá trình vừa qua thì tôi cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt cái việc này, là hiện nay là trung tâm đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đã tuyển dụng được và chuẩn bị được nguồn nhân lực khoảng 350 nhân lực đăng kiểm viên. Và cùng với việc là sắp tới sẽ trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh lại cái nghị định 139 về quy định về hoạt động đăng kiểm. Ngày mai, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024 và thảo luận tại hội trường một số nội dung quan trọng khác. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt của nhân dân, Điện lực thành phố Hạ Long đang chủ động phương án điều tiết, không tiết giảm điện các khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố vào các ngày cuối tuần. Theo đó, Điện lực Hạ Long sẽ không tiết giảm điện tại các khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố vào chiều thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Thời gian tiết giảm có thể thay đổi theo công suất được Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia phân bổ để đảm bảo an toàn lưới điện. Điện lực Hạ Long cũng khuyến cáo các khách sạn, nhà hàng, khu vực dịch vụ, du lịch được ưu tiên trong những ngày cuối tuần cũng cần tiết kiệm điện tối đa. Đối với các trường hợp cố tình không sử dụng điện tiết kiệm, Điện lực Hạ Long sẽ tạm thời cắt điện cục bộ tại khu vực đó. Để đảm bảo cung ứng điện cho khách hàng, phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của các hộ dân, Điện lực thành phố Hạ Long đã lập lịch và thông báo cho khách hàng, trong đó có ưu tiên cấp điện cho các khu du lịch vào những ngày cuối tuần. Điện lực thành phố Hạ Long rất mong nhận được sự chia sẻ, phối hợp và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả từ phía khách hàng. Trong đợt nắng nóng vừa qua, ngành điện Quảng Ninh đã phải thực hiện cắt giảm điện luân phiên tại nhiều điểm, làm ảnh hưởng tới đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực kinh doanh du lịch dịch vụ ở các khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố Hạ Long. Trước tình hình trên, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo việc tiết giảm điện phù hợp, an toàn theo đặc điểm tình hình thực tế. Trong đó, cùng với lĩnh vực du lịch dịch vụ,
ngành điện phải đảm bảo cung cấp điện ưu tiên cho các đơn vị sản xuất than để duy trì sản xuất, đáp ứng nhu cầu cấp than cho các nhà máy nhiệt điện, ưu tiên cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, tạo ra giá trị gia tăng lớn, đảm bảo cung cấp điện phục vụ cho các mục tiêu văn hóa xã hội, giáo dục quan trọng, nhất là cho kỳ thi trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm điện mùa nắng nóng và trong năm 2023, các địa phương triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc cắt giảm điện chiếu sáng công cộng, đồng thời tăng cường thông tin tuyên truyền tới người dân, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm điện. Tại nút giao thông Kênh Liêm, trên các trục đường chính Nguyễn Văn Cừ, đường bao biển Trần Quốc Nghĩễn hay tại các điểm vui chơi công cộng như công viên Lán Bè, quảng trường 30 tháng 10, thành phố Hạ Long đã thực hiện cắt giảm hệ thống điện chiếu sáng. Việc cắt giảm này đã được thực hiện từ ngày 18 tháng 5 đối với hệ thống điện trang trí, điện công cộng, chiếu sáng công cộng tại các tuyến đường, tuyến phố chính trong khu dân cư, giảm 1/2 công suất, đến nay nâng lên giảm 2/3 công suất. Đối với hệ thống điện chiếu sáng tại quảng trường 30 tháng 10, công viên vườn hoa tiểu cảnh cắt giảm 3/4 công suất. Riêng điện trang trí cắt hoàn toàn. Đến nay tổng công suất điện tiết kiệm được là 6.500 kW một ngày. Tôi là rất ủng hộ với thành phố về điện đóm này, thì ánh sáng như này là tuyệt vời rồi. Trong quá trình cắt giảm tiết kiệm, Ban Quản lý Công ty Công Vích cũng đã thường xuyên kiểm tra, giám sát và điều chỉnh lại sao cho phù hợp với cái nhu cầu sinh hoạt của nhân dân tại các khu vực công cộng để đảm bảo an ninh trật tự cũng như sinh hoạt của người dân và người dân tham gia trên giao thông trên đường. Thành phố Hạ Long cũng đã chỉ đạo Điện lực Hạ Long thành lập các tổ công tác tăng cường thông tin tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng, cắt giảm điện trang trí, điện quảng cáo, sử dụng các thiết bị điện hợp lý, giảm công suất vào giờ cao điểm. Cùng chung tay với điện lực thì như tôi đây ở cửa hàng thì tôi cũng tiết kiệm là ví dụ như tắt bớt các dàn điện đèn của tôi đi, mới để khách không có thì tôi sẽ mở cửa ra lại tắt điều hòa đi. Điện lực đã làm việc với lại các khách hàng lớn trên địa bàn thành phố để tuyên truyền cũng như là khuyến khích khách hàng sử dụng với công suất hiệu quả và hạn chế công suất lớn trong cái thời điểm thời gian mà phụ tải tăng cao. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục là theo dõi đôn đốc các cái cơ quan đơn vị để thực hiện cái việc tiết giảm điện thông qua cái việc theo dõi của cơ quan điện lực thành phố cùng với phòng kinh tế thành phố. Những đơn vị nào mà không có sản lượng điện giảm so với tháng trước thì cũng sẽ có cái nhắc nhở để các cái cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc. Giải pháp thứ hai là tiếp tục tăng cường tuyên truyền cho người dân doanh nghiệp trên địa bàn biết các cái giải pháp của chỉ đạo các cái giải pháp của trung ương, của tỉnh cũng như là của thành phố để thực hiện nghiêm túc cái tiết giảm điện. Để chung tay cùng tỉnh và cả nước thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, đặc biệt là trong giai đoạn nắng nóng cao điểm, cùng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng thì mỗi người dân tiếp tục nâng cao ý thức tiết kiệm điện. Cùng với điện thì việc sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả cũng là yêu cầu bức thiết, nhất là trong thời điểm hiện nay, nắng nóng kéo dài, mưa ít đang khiến cho mực nước tại các hồ chứa trên địa bàn thấp hơn so với cùng kỳ. Trước tình hình đó, nhân dân cũng như các hộ dùng nước cần sử dụng nước hiệu quả và tiết kiệm để duy trì nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt hàng ngày. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Đông Triều đang quản lý 18 hồ đập vừa và nhỏ với tổng dung tích trữ khoảng 35,8 triệu mét khối nước. Đến thời điểm hiện tại, mực nước các hồ do công ty quản lý đang thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022 với 12,25 triệu mét khối, đạt 34% tổng dung tích thiết kế. Trước nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước ảnh hưởng đến phục vụ sản xuất nông nghiệp, công ty đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các phường xã và các hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Triều để nạo vét kênh mương nội đồng nhằm tiết kiệm nguồn nước, đồng thời chỉ đạo các cụm thủy nông luôn theo sát 24/24 giờ khi dẫn nước từ kênh đến các khu tưới để tăng hệ số sử dụng, giảm tổn thất. Nên công ty cũng xác định là năm 2023 là cái năm nắng nóng hạn hán, như vậy thì là công ty cũng đã có cái phương án nếu trong tháng 6 và đầu tháng 7 không có mưa đấy, thì nó ít nhiều sẽ ảnh hưởng. Còn đến thời điểm hiện nay thì mực nước dung tích các hồ thì vẫn đảm bảo cho việc cấp nước trong tháng 6 và nửa đầu tháng 7. Còn nếu trong tháng 6, tháng 7 mà không có mưa thì công ty cũng đã có giải pháp lắp đặt 9 cái máy bơm dầu giã chiến để phục vụ
bơm nước mà nước chết ở các hồ để phụ sản xuất nông nghiệp. Trên địa bàn tỉnh đang có 176 hồ đập hoạt động thực hiện cung cấp nước tưới tiêu, nước sinh hoạt cho người dân. Tổng dung tích hữu ích chứa của các hồ là trên 315 triệu mét khối. Đến thời điểm hiện tại, còn 170,6 triệu mét khối, tương ứng với 54% trữ lượng nước, đủ để cung cấp nước tưới tiêu, sinh hoạt cho người dân đến đầu tháng 7. Hiện tại bây giờ cái khu vực miền Đông thì cơ bản sẽ đảm bảo được khoảng 3 tháng nữa. Miền Tây thì cơ bản được 2 tháng. Nếu như mà chúng ta có phương án xử lý, sử dụng nước tốt, tiết kiệm, thì chúng tôi khuyến cáo là trong cái điều kiện thời tiết như thế này thì đề nghị là ngành thì đang chỉ đạo các công ty thủy lợi là tích nước và điều tiết nước có phù hợp và khoa học. Thứ hai nữa là các địa phương phải tuyên truyền vận động người dân và các hộ sử dụng nước là phải sử dụng nước tiết kiệm và hợp lý. Đặc biệt là trong quá trình mở nước tưới thì phải vận động tuyên truyền nhân dân để lấy nước hợp lý trong cái thời gian mở nước để tránh cái lãng phí thất thoát ở trên cái hệ thống tưới và sử dụng nước tiết kiệm trong cái quá trình sinh hoạt cũng như là cho sản xuất. Để giải bài toán về đảm bảo an ninh nguồn nước cho phát triển bền vững, từ cuối năm 2022, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành nghị quyết 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh nguồn nước giai đoạn 2022-2030. Ủy ban dân tỉnh cũng đã phê duyệt ngay đề án đảm bảo an ninh nguồn nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino. Hôm nay tại thành phố Uông Bí, tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Hạ Long tổ chức hội thi tin học trẻ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 24. Tham gia hội thi có 328 thí sinh là học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trong tỉnh. Nội dung thi lập trình và sản phẩm sáng tạo. Đây là hoạt động thường niên khuyến khích thanh thiếu nhi học tập, nâng cao năng lực công nghệ thông tin nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ chuyển đổi số của tỉnh. Ban tổ chức cũng lựa chọn các thí sinh xuất sắc bổ sung vào đội tuyển của tỉnh tham gia hội thi tin học trẻ toàn quốc. Tới đây, chương trình thời sự tối nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cũng xin được kết thúc. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.